chào các bạn mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục một cái lỗi sau đây thì hiện tại bây giờ mình sẽ mở những cái bức ảnh ở đây thì nó vẫn rất là bình thường tuy nhiên có một cái bức ảnh khi mà mình mở lên thì nó sẽ bị lỗi như thế này đối với những trường hợp nào mà bị như thế này thì chúng ta có thể là mở bằng một cái trình một cái phần mềm xem ảnh khác bằng cách bấm chuột phải chọn open with và chọn cái phần mềm khác của mình có và hiện tại giờ mấy mình không có phần mềm nào khác và mình cũng muốn sửa cái lỗi này để không muốn bị trong những trường hợp lần tiếp thì bây giờ chúng ta hãy cùng xử lý nha đầu tiên các bạn sẽ vào thanh tìm kiếm gõ giùm mình chữ color thì ở đây chúng ta sẽ chọn là color management cái device này thì các bạn sẽ chọn lần lượt trong cái thì cái cái mục ở trong đây. Nếu mà từng mục trong này nó sẽ có cái nội dung ở bên trong này nè thì chúng ta có thể là remove nó đi, xóa nó đi ha. Thì hiện tại bây giờ máy mình thì không có cái uh, phần nào ở bên trong hết. Thì khi mà các bạn xóa hết được những cái mục ở bên trong này rồi thì chúng ta sẽ qua tiếp cái tab là advanced. Ở đây thì các bạn sẽ vào cái chỗ là device profile nè. Thì uh, hiện tại bây giờ nó đang ở chế độ là system default nè đây là có thể là một phần cái nguyên nhân á thì bây giờ chúng ta sẽ chọn mình là chữ Swap thì lúc này chúng ta sẽ đó như vậy là cái bức hình của mình giờ mình đã mở được rồi nè đó mình đã khắc phục thành công rồi ha à, chúc các bạn thành công